Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm chúc Tết một số cơ quan đơn vị trực tiếp trên địa bàn thành phố. Đến thăm chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Kiểm toán Nhà nước khu vực 7, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đơn vị sau hơn 12 năm thành lập, cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân sách. Trong thời gian qua, đơn vị đã có nhiều hoạt động tích cực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 tiếp tục quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần, đồng chí Ngô Hạnh Phúc chúc cán bộ công chức Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tại Bệnh viện Sản Nhi, sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của bệnh viện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua của đơn vị, đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện tiếp tục củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tác phong phục vụ người bệnh chu đáo, tận tình, luôn là điểm đến tin cậy cho người dân. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã đến thăm tặng quà chúc Tết tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trung tâm cần tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động thiết thực khác phục vụ học viên trong những ngày Tết. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 25 tháng 1, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam hiện có trên 700 đoàn viên công nhân, người lao động. Với hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gỗ rán, ván ép, gỗ lát sàn, tủ bếp, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã nỗ lực duy trì ổn định sản xuất và thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đồng thời chăm lo đảm bảo chế độ cho người lao động. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam đã trao tặng 75 xuất quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ở xa. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa thể hiện sự quan tâm động viên của các tổ chức công đoàn giúp người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đón Tết đầm ấm, vui tươi. Năm 2021 đã có trên 22.700 lượt hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái được hưởng tín dụng chính sách xã hội, trong đó trên 5.200 hộ nghèo và cận nghèo, trên 4.000 hộ mới thoát nghèo và gần 4.000 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 3.600 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này đã giải quyết việc làm cho trên 1.800 lao động, xây dựng mới trên 15.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 căn nhà ở xã hội cho các hộ có thu nhập thấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vốn tín dụng chính sách tại một số nơi chưa được sự quan tâm đúng mức, việc chuyển giao kỹ thuật công nghệ khuyến nông, khuyến lâm, định hướng thị trường chưa được chú trọng nên hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, hộ vay thoát nghèo thiếu tính bền vững, nguy cơ tái nghèo vẫn còn cao. Nhờ tập trung cao độ, tổ chức hiệu quả, quyết liệt, linh hoạt, trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện thành phố Yên Bái vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh và đặc biệt thành phố đã huy động được gần 1,3 tỷ đồng trong nhân dân ủng hộ phòng chống dịch. Nhờ bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của tỉnh ở mỗi thời điểm để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 linh hoạt phù hợp, nên đến nay thành phố Yên Bái vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Để có được kết quả đó, thành phố đã kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Riêng từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đã xử phạt gần 900 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch với tổng số tiền xử phạt gần 400 triệu đồng. Đến nay thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn dân, tỷ lệ người tiêm đối với người từ 18 tuổi trở lên đạt 98,7%. Trẻ em từ 12 tới 17 tuổi đạt 98,1%. Đặc biệt, để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, thành phố đã phát động cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, đến nay đã tiếp nhận được gần 1,3 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 1 năm 2022, tại thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 người là vợ chồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1, chị Giàng Thị Sa, sinh năm 1984, đi lấy bùn tại ao của nhà để làm mạ khay.
Do mực nước sâu, có lấy bùn, chị Sa đã sang ao nhà ông Sổng A Cớ cạnh đó để thông cống cho nước ao nhà mình thoát nhanh. Quá trình thông cống, không may chị Sa bị trượt chân xuống ao. Thấy vợ bị ngã xuống ao, anh Sổng A Dũng sinh năm 1980 nhanh chóng xuống cứu vợ nhưng bị đuối sức. Nhận được tin vợ chồng anh Sổng A Dũng bị đuối nước, ông Sổng A Cớ sinh năm 1956 tiếp tục xuống cứu. Nhưng do ao sâu, bờ ao được đổ bê tông theo hình lòng chảo, rất trơn nên cả ba người đã bị đuối nước. Sau khi vụ việc xảy ra, xã Kiên Thành đã cử lực lượng hỗ trợ tìm kiếm. Đến 14 giờ 30 phút, thi thể của ba nạn nhân được tìm thấy. Được biết hoàn cảnh gia đình anh chị Sổng A Dũng và Giàng Thị Sa rất khó khăn, hai con còn nhỏ, đang là học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành. Chính vì vậy, xã Kiên Thành và bản Đồng Duộng cử lực lượng tổ chức tang lễ cho các nạn nhân, hỗ trợ tiền, lương thực cho hai gia đình. Trong tối qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ huyện Trấn Yên đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 22 triệu đồng cho mỗi nạn nhân từ các nguồn quỹ. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã Kiên Thành quan tâm cả vật chất và tinh thần cho hai trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp công đoàn huyện Văn Yên lại triển khai nhiều việc làm thiết thực có ý nghĩa để chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động. Năm nay đời sống của đoàn viên người lao động trên địa bàn huyện Văn Yên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để chia sẻ động viên đoàn viên người lao động an vui đón Tết, công đoàn huyện đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động trên địa bàn. Công ty cổ phần Zuma Yên Bái đóng trên địa bàn xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, chuyên sản xuất và kinh doanh gỗ ván ép, được thành lập từ năm 2016, đến nay đã có gần 700 cán bộ công nhân lao động với thu nhập bình quân đạt 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, giải quyết việc làm, đảm bảo các chế độ chính sách, thu nhập cho người lao động, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Tôi là công nhân của công ty Zuma, đã được ban giám đốc và các công đoàn của nơi công ty chúng tôi làm việc rất quan tâm đến đời sống của công nhân chúng tôi. Đó là những đồng tiền lương, tiền thưởng hàng tháng, hàng quý và trao quà Tết hàng năm. Cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì công ty luôn tạo điều kiện như là trao quà đến nhà động viên thăm hỏi. Đó là động lực giúp cho chúng tôi yên tâm làm việc ở công ty. Để chăm lo đời sống cho người lao động, dịp Tết Nguyên đán, công ty vẫn duy trì mức thưởng bình quân cho người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn công ty cũng phối hợp với tổ chức tặng những phần quà cho công nhân để động viên họ vui Tết. Huyện Văn Yên hiện có 114 công đoàn cơ sở với hơn 3.700 đoàn viên. Trong năm qua, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đoàn viên, công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện. Đồng hành cùng người lao động, các cấp công đoàn huyện Văn Yên đã phối hợp trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 200 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng mới một nhà mái ấm công đoàn với số tiền 30 triệu đồng. Ngoài tổ chức các chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động, ngay từ đầu tháng 12 năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 như chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An. Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Với công đoàn cơ sở trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phát của chúng tôi thì hàng năm thì chúng tôi cũng có tổ chức buổi Tết Sum Vầy cho toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên trong nhà trường nhằm cái công tác là động viên tinh thần các anh em để các anh em có một cái Tết là thật là vui vẻ, đầm ấm. Thế và trong cái nhân cái dịp Tết hàng năm thì chúng tôi cũng có tổ chức là đến thăm hỏi động viên bằng những cái món quà rất là nho nhỏ, chủ yếu là tinh thần thôi, đến các đồng chí mà có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau bệnh tật, để đến động viên tinh thần các đồng chí trong những cái ngày Tết. Mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng tôi cũng đề xuất chuyên môn trả lương thưởng kịp thời cho người lao động, đoàn viên có điều kiện chuẩn bị Tết. Công đoàn cơ sở cũng trích kinh phí để tặng quà Tết cho người lao động và đoàn viên. Đặc biệt, công đoàn cũng có kế hoạch chủ động rà soát các trường hợp khó khăn, đề xuất với công đoàn cấp trên hỗ trợ trao quà Tết kịp thời. Riêng tổ chức công đoàn cũng trích những phần quà ý nghĩa để thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp đoàn viên người lao động khó khăn.
thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, hợp đồng lao động, an toàn vệ sinh lao động, chính sách về bảo hiểm. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở khảo sát đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên luôn xác định công tác chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn. Với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, các cấp công đoàn đã kịp thời chia sẻ, động viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tổ chức thăm hỏi và trao 15 xuất quà của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao 30 xuất quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho công nhân lao động và trao 50 xuất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho công nhân lao động và 20 xuất vé tàu xe cho 20 công nhân lao động về quê ăn Tết. Các cấp công đoàn huyện Văn Yên đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với tổng số tiền là 1.027.900.000 đồng. Những món quà Tết cùng sự chăm lo về mặt tinh thần chứa đựng tình cảm yêu thương đùm bọc sẻ chia trên tinh thần lá lành đùm lá rách, qua đó mang đến niềm vui, động viên người lao động trên địa bàn huyện Văn Yên hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị và địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đón Tết Nhâm Dần năm nay, những hộ nghèo ở Trấn Yên không chỉ phấn khởi khi được sống trong những ngôi nhà mới khang trang, được nhận những suất quà ấm áp từ người, mà còn được hưởng nhiều chương trình, dự án hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo như chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chương trình 135, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chương trình vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo cận nghèo, gắn với việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp họ vươn lên thoát nghèo. Là một trong những địa phương của huyện Trấn Yên thực hiện tốt công tác giảm nghèo, năm 2021, xã Kiên Thành có 6 hộ thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 6,98%, tương đương với 60 hộ nghèo. Đây là kết quả nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên cơ sở phát huy nguồn lực đầu tư của nhà nước, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xã đã hỗ trợ đầu tư không dàn trải mà thực hiện lựa chọn những hộ có khả năng thoát nghèo để hỗ trợ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng hội, đoàn thể có biện pháp hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, từ những tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã tiếp tục tăng cường sử dụng các nguồn lực của cấp trên để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, hình thành các vùng sản xuất quế, chè bát độ lớn nhất huyện. Năm 2022, là Kiên Thành dự kiến và lập kế hoạch là giảm 20 hộ, cũng là nó tương đương 2,7% trên năm. Thì cũng bằng các cái nhiều cái giải pháp theo các cái nhóm hộ thiếu đất thì quan tâm đất, nhóm hộ thiếu vốn, thiếu kiến thức và đặc biệt là cái nhóm hộ thiếu lao động. Bám sát chương trình hành động của tỉnh ủy, hàng năm huyện ủy Trấn Yên đều ban hành kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm và kế hoạch của ban thường vụ huyện ủy thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo trong năm. Theo đó, chỉ tiêu giảm nghèo được giao cụ thể đến các xã, thị trấn, giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan đơn vị, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quan điểm không ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện kế hoạch số 19 của tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Trấn Yên đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về quán triệt chủ trương, chính sách giảm nghèo với toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp để phát triển kinh tế xã hội gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022. Đảng, nhà nước và chính phủ đã quan tâm giúp đỡ gia đình chúng tôi cũng nên được một cái căn nhà như thế này. Chúng tôi thấy sung sướng quá rồi. Trọn nguyện mà ước mơ bao nhiêu mấy chục năm nay. Hết năm 2020, trên địa bàn huyện Trấn Yên còn 488 hộ nghèo. Do vậy,
huyện Trấn Yên đã quán triệt và phát huy vai trò các cá nhân phụ trách cụm xã, tập thể các chi đảng bộ, cơ quan, phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ động viên các hộ nghèo, thoát nghèo. Trong đó phân công 13 chi đảng bộ, cơ quan và 3 đơn vị lực lượng vũ trang trực tiếp hỗ trợ 50 hộ nghèo. Cũng trong năm 2021, trên địa bàn huyện có 83 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà ở xuống cấp được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, chủ động trong công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các hộ gia đình, những nhà hảo tâm trong và ngoài huyện để hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở. Xác định năm 2022, huyện sẽ phấn đấu giảm 0,9% hộ nghèo với tổng số hộ nghèo thoát nghèo là 216 hộ. Để thực hiện được mục tiêu nêu trên thì cần có các giải pháp căn bản như sau. Thứ nhất là thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng giá trị để tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân. Thứ hai là đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn của huyện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các hộ nghèo, năm 2021, Trấn Yên đã có 215 hộ thoát nghèo, giảm 0,87% so với năm 2020. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc và vì cộng đồng. Huyện Trấn Yên đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hộ nghèo trên địa bàn. Đồng thời kêu gọi các cơ quan đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục tham gia ủng hộ chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, giúp người nghèo thêm đầm ấm, hạnh phúc khi Tết đến, xuân về. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, thời điểm này các hộ làm du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và những sản phẩm du lịch sẵn sàng phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Khoảng hơn 2 tuần trở lại đây, các cơ sở du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đón tiếp khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Điểm du lịch cộng đồng của gia đình chị Hoàng Thị Trinh, thôn Điều 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ những ngày này cũng đã tổ chức vệ sinh, trang hoàng nhà cửa, tổ chức phun khử khuẩn, giặt giũ chăn, ga gối đệm, sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất để đón khách. Hiện gia đình chị đã có 2 đoàn khách đặt ăn nghỉ vào ngày mùng 2 Tết với tổng số 38 người. Gia đình tôi cũng đã cho sử dụng thêm vào một căn nhà nữa và cũng đón khách được tầm khoảng 40 đến 50 lượt khách trên một ngày. Và ngoài ra chúng tôi còn chuẩn bị những món ăn ẩm thực này của địa phương này để chuẩn bị đón các du khách. Để đón và phục vụ du khách được tốt hơn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sau khi được thị xã Nghĩa Lộ cho phép đón và phục vụ khách trở lại. Những ngày này, cùng với chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ du khách, cơ sở du lịch cộng đồng Bản Mường của chị Sầm Thị Tâm, thôn Bản Pơn, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cũng xây dựng các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho khách đến ăn nghỉ. Công tác chuẩn bị của gia đình thì thứ nhất là về an toàn thực phẩm và thứ hai là về an ninh trật tự, thứ ba là về chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón các phục vụ cho các lượt khách đến với gia đình là có sự hài lòng nhất. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đã cho phép các cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tiêu chuẩn của Cục Du lịch Việt Nam được đón và phục vụ khách trở lại. Trong đó yêu cầu mỗi một du khách khi đến thị xã phải được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên COVID-19, đã được tiêm vaccine từ 2 mũi trở lên, thực hiện tốt 5K phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nỗ lực thực hiện mục tiêu năm 2022 đón và phục vụ 196.000 lượt khách du lịch, đưa tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 270 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động cho du khách như tham quan các khu di tích lịch sử, trải nghiệm du lịch cộng đồng, tìm hiểu các bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch an toàn, tránh tâm lý e ngại cho du khách vì lo sợ dịch. Tham mưu cho thị xã nâng cao cái hiệu quả của công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trong các cái cơ sở du lịch trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là yêu cầu các cơ sở thì đảm bảo tốt các cái điều kiện để đón và phục vụ khách trở lại sau mùa dịch. Cái thứ ba nữa là đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các cái cơ sở lưu trú để cho du khách tiếp tục quay trở lại với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thị xã.
Với sự nỗ lực chuẩn bị của các hộ làm du lịch cộng đồng, cùng việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo các điều kiện về dịch vụ du lịch của thị xã. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 năm nay, thị xã Nghĩa Lộ sẽ chào đón du khách tới tham quan trải nghiệm với tinh thần chu đáo, nhiệt tình, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.